Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eureka Capital Channel. Trong video này, Eureka muốn review thị trường chứng khoán, nhìn nhận những gì đã diễn ra trong thị trường chứng khoán ở tuần trước và tuần này để xem là những nhân tố, những tác động đến thị trường chứng khoán đang tích cực hay tiêu cực. Thứ nhất thì chúng ta nhìn vào các cái chỉ số về tài sản mà chưa đoán định được, nó hơi mới và cái tính rủi ro hơi cao, tức là cái sự co giãn về giá của các tài sản này rất là lớn, chẳng hạn như là Crypto, Bitcoin, Ethereum, Tether. Thì trong một tuần qua thì cái tài sản này đã giảm 17% so với cái việc ở tuần trước nữa, tăng khá là tốt và đi ngang pullback chỉ tầm khoảng 1-2 điểm thôi, khoảng độ 5%. Thì sau một tuần diễn biến đã có những thay đổi khá lớn, đấy là giảm về đến mức là âm 15%. Đấy, thì đây là một mức giảm khá lớn trong 7 ngày. Tiếp đến thì chúng ta sẽ để ý đến thị trường hàng hóa. Thị trường hàng hóa ở đây thì chúng ta thấy có nước cam này, coffee, cotton và khá là nhiều mặt hàng thì có tăng. Nước cam tăng khá là mạnh, để mình xem cái xu thế. Đang ở vùng đỉnh suốt suốt một tuần qua thì nước cam tăng. Những cái hàng hóa mà mang tính thiết yếu thì tăng. Dầu khí thì có giảm, dầu khí có giảm xuống dưới 100 đô rồi. Nhưng mà cũng là về năng lượng, nhưng natural gas thì lại tăng. Do đó các anh chị mà đang nắm giữ gas của Việt Nam á, thì sẽ tiếp tục quan sát thêm, bởi vì cái vùng tích lũy mới của gas hiện nay đang là từ 118 về đâu đấy 106. Đấy, và natural gas đã tăng suốt 3 tháng qua, tăng từ vùng đáy từ tháng 1 lên, từ tháng 1 ở mức 3.400 mà lên tới mức 6.700. Đây là một mức cao kỷ lục của natural gas, khí tự nhiên. Cái hợp đồng, đây là hợp đồng tương lai natural gas tăng rất là mạnh. Mình cũng chưa tìm hiểu nguyên do tăng vì sao, có lẽ là vẫn tăng từ những yếu tố về chiến tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang thì cái nguồn khí của châu Âu bị giảm sụt. Đấy, thì đấy là lý do vì sao mà gas, các khí tự nhiên trên thế giới thì chưa thể đủ cấp cho cái phần thiếu hụt từ Nga. LNG. Với gas của Việt Nam thì Việt Nam cũng có mấy dự án về LNG trong tương lai sẽ đi vào vận hành, đó thì chúng ta cũng chưa biết, nhưng hiện tại gas cao kỷ lục. Nếu mà để mà thuận hôm nay thị trường có mã nào đỡ thì có lẽ là gas sẽ đứng lên để đỡ lại những cái khó khăn của thị trường. Xem nào. Copper, những vật liệu thì có giảm một chút, đồng vật liệu, Brent oil, vàng thì có một điểm là các mặt hàng thiết yếu về nông sản thì tăng, ví dụ như soybean oil, sugar thì sao đây? Sugar giảm nhẹ. Natural gas này, orange juice, natural gas. Vàng thì có điều chỉnh. Đậu, dầu đậu nành thì cũng đang tăng, đang hướng về cái đỉnh cũ. Cái mức 74.6 cũng khá quan trọng. Soybean thì đã giảm, điều chỉnh giảm một chút. Ok. Rồi bây giờ chúng ta quay sang các thị trường chứng khoán của thế giới. Thị trường chứng khoán thế giới thì đêm qua Mỹ, ở Việt Nam nghỉ nhưng mà Mỹ vẫn giao dịch. Đêm qua Mỹ giảm 1,19%, tương đương với 413 điểm và chạm về cái mức hỗ trợ 34.2, có lúc thấp nhất ở vùng 34.2. Nasdaq cũng giảm, Nasdaq là cái sàn niêm yết công nghệ cũng giảm 2,18%, giảm khá mạnh. Ok. Đây chúng ta sẽ xem nhé. Giảm từ Nasdaq suốt một năm qua thì giảm từ 15,6 mà về 13.411, 13,4 đó, mức giảm này cũng khá. Nhưng so với cái phần tăng suốt 3-4 năm qua thì cái phần điều chỉnh này cũng là hợp lý, thậm chí là có thể điều chỉnh về mốc 11.700. Đấy, nhưng mà nó sẽ đi theo kiểu zigzag chứ có lẽ là nó sẽ không xuống một mạch luôn. Còn đối với Dow Jones thì sao? Dow Jones mình nhìn từ năm 2013 đến nay thì cũng tăng, nhưng mà cái sự tăng không dốc như là Nasdaq. Đấy, và hiện tại cái mức điều chỉnh của Dow Jones cũng thấp hơn, từ 34 về từ 36,2 về 34, tương đương với chưa đến 10%. Mới đâu đấy mới chỉ giảm được 7% từ vùng top thôi. Thì nó tương đối là giao dịch hiền hòa hơn. Mình sẽ xem ở đây cũng có chỉ số VN30 này, VN Index, VN30. Cùng chúng ta nhìn qua cái biểu đồ của Investing.com này như thế nào. VN30 của chúng ta thì đi từ 2013 đến nay, đi từ vùng này. VN30 của chúng ta cũng đang vùng top. Và cái vùng sideways của VN30 vẫn tích cực, đấy là nếu mà trụ vững được mốc 1480. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về thị trường Việt Nam nhé. Trước hết là chúng ta xem cái biểu đồ tuần. Biểu đồ tuần thì ở đây ở cái phiên đóng cửa mà vượt được mốc 1512 á thì đã bị xóa ngay thành quả ở phiên giao dịch tuần trước, khi mà có một cây nến đỏ xuyên thủng xuống và chúng ta lại rơi vào cái vùng sideways. Vùng sideways ở đây thì 1470, index 1470 có hỗ trợ, và hỗ trợ xa hơn ở đây là mốc 1438, 1450. Đấy là chúng ta sẽ có cái đường hỗ trợ là 1438, 1450. Với những diễn biến khá là tiêu cực từ thế giới và những cái lùm xùm về bắt giữ Tân Hoàng Minh và FLC, sau đấy thì có thêm một số lùm xùm về tin đồn thôi, về điều tra GEC và các công ty thì, hoặc là KBC. Đấy, những cái tin đồn được đưa lên mạng rất là nhiều và dẫn tới là tâm lý của nhà đầu tư và phản ứng rất là mạnh mẽ, khiến cho VN Index đã không giữ được cái mốc 1512 trong tuần. Đó, và cái mức sideways dao động và bán mạnh ở vào phiên thứ 6, phiên cuối tuần vừa qua, thì khiến cho rất nhiều nhà đầu tư lại tiếp tục rơi vào trạng thái lo lắng. Đó, và index của chúng ta lại rơi vào cái vùng bóc sideways với cái mốc chặn trên là 1512 và mốc hỗ trợ dưới là tầm 1438. Bất chấp các cái tin tức khá là tích cực từ phía các doanh nghiệp đưa ra trong cái bối cảnh báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 được công bố. Thế và mọi người, báo chí cũng nói rất nhiều về cái việc là ngân hàng siết bất động sản. Nhưng mà thực ra thì cái mảng cho vay nhà ở, các ngân hàng lớn vẫn đang diễn ra bình thường và chưa có động thái là siết hay là khó khăn trong việc cho vay. Họ vẫn giữ vững với chính sách là cho vay tầm khoảng 70% giá trị căn hộ. Như BIDV thì họ cho vay tầm 80% giá trị căn hộ. Đó, và có chăng thì họ sẽ làm cái khâu định giá chặt chẽ hơn một chút, sát giá thị trường hơn một chút. Đấy thì đấy là tùy vào quy chế của công ty. Dù rằng là chưa có những quy định mới về lãi suất hay là những cái chỉ thị mới về cho vay, nhưng mà trước đó thì BIDV cũng làm khá chặt cái khâu định giá rồi. Đấy thì mỗi ngân hàng họ sẽ có những cái quan điểm riêng và họ sẽ có những công cụ riêng để kiểm soát. Thế nhưng mà khi mà dòng tiền được điều hướng sang sản xuất kinh doanh thì những sản phẩm bất động sản thiết yếu cuối cùng bán đến tay người tiêu dùng cuối cùng thì vẫn sẽ được tiếp diễn trong thời gian tới. Đó, thì có rất nhiều người dự báo 2020 diễn ra thì mọi người dự báo là bất động sản nhà ở sẽ trầm lắng. Đó, nhưng mà cho tới nay thì bất động sản nhà ở vẫn có một cái đà tăng trưởng mạnh mẽ bởi vì cái nhu cầu rất là cao. Đồng thời việc Covid dự kiến là năm nay sẽ phục hồi thì sẽ bổ sung được cái dòng tiền đều của những người tiêu dùng, những người cần mua nhà. Thì chính cái việc đấy sẽ thúc đẩy cho các bất động sản nhà ở, những bất động sản thiết yếu và đặc biệt là ở các dự án, những doanh nghiệp có dự án chung cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục, theo Eureka, theo quan điểm cá nhân của Eureka, sẽ tiếp tục được mở bán và sẽ mở bán thành công. Nếu mà giá bất động sản đi ngang ở mức cao như hiện nay thì vẫn có những quyết định xuống tiền để mua. Đó, bởi vì các cái nguồn lực họ được bổ sung rồi mà. Tiếp tục, đây là mình đang xem theo tuần, xem theo ngày thì rõ rồi. Xem theo ngày thì chúng ta sẽ thấy rõ nhất các cái diễn biến của phiên. Chỉ có hai phiên thứ 5 và thứ 6 làm thay đổi cục diện của VN Index một cách dứt khoát. Đó, và đi về tới cái miền hỗ trợ trung vị ở đây là 1400, 1482, về đúng ngay cái vùng hỗ trợ này. Hỗ trợ trung vị 1480, hỗ trợ dưới là 1441, 1438. Còn khi mà Eureka xem theo cái biểu đồ này thì hỗ trợ ở đây là 1476. Đó, thì chúng ta sẽ quan sát xem theo là thêm là hôm nay VN Index sẽ phản ứng như thế nào. Tin bắt bớ như là anh Tuấn Mượt của GEC hay VGC thì cuối tuần vẫn chưa thấy động thái gì cả. Thế nên có thể đấy chỉ là tin đồn thôi. Và cái tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư đã thể hiện rõ vào phiên thứ 6. Hôm nay thì có thể sẽ có một số khó khăn tiếp diễn trong cái trạng thái call margin ở một số tài khoản margin cao. Đó. Trông như thế này thì vẫn yên ả quá. Nếu mà chúng ta bỏ qua cả khối lượng và những cái nến dài thì ở đây cái mốc hỗ trợ của VN Index là 1476. Nếu mà không thủng cái mốc này hôm nay và cứ duy trì không thủng thì đây là một cái box tích lũy mới của index trước khi nó vượt đỉnh. Thế thì bao giờ cũng thế, khi mà gặp đỉnh cũ thì sẽ test lại. Đấy thì cái phiên của tuần trước thì index cũng có lúc đã tiếp cận về cái phía đỉnh cũ gần cái mốc 1537. Nhưng mà kết quả là vẫn chưa tiếp cận được tới cái vùng đỉnh cũ, nên là lại quay về pullback. Thì ở đây cái mốc hỗ trợ 146 phải quan trọng. Nếu mà thủng thì một mốc 1434. Nếu mà thủng 1434 thì có lẽ chúng ta sẽ rút bớt vốn. Hoặc những nhà đầu tư mà bây giờ chúng ta chưa giải ngân hết, tức là sức mua của chúng ta vẫn đang còn và sức mua tương lai trong mấy năm tới vẫn còn rất nhiều ấy, thì các bạn bình tĩnh. Bởi vì mã mà chúng ta đã chọn là mã tốt rồi. Chúng ta chờ mua ở mốc 3, bỏ qua mốc 2, chờ mua ở mốc 3 nếu mà chúng ta thực sự là không muốn đối diện với cái sự co giãn lớn, với quy mô lớn, thì chúng ta sẽ chờ mua mốc 3 để chúng ta giải ngân, để chúng ta mua cổ phiếu ở mức giá chiết khấu tốt nhất. Rồi chúng ta xem sang 002 nhé. 002 002 là chỉ số VN30. Đấy, chỉ số VN Index thì cái mốc pullback là hơi khó hơn là VN30, nhưng mà VN30 đang có mốc hỗ trợ 1514 này. Đấy, thì nếu mà so sánh, mình bỏ qua những tâm lý thị trường và chỉ tập trung vào giá thôi, thì hiện tại là VN30 vẫn đang có diễn biến tích cực khi mà chưa thủng mốc 1514. Còn chúng ta sẽ quan sát tiếp hôm nay. Nếu mà VN30 hôm nay mà thủng mất mốc 1488 thì thủng luôn ấy, thì sẽ quay trở về cái mức là hơi xấu, hơi tiêu cực một chút. Còn nếu mà thủng hẳn mốc 1450 ấy, thì lúc đấy mới tiêu cực. Nhưng mà tiêu cực lại cũng chỉ về đến mốc 1380 là có hỗ trợ rồi. Thành ra đây là một cái vùng vẫn là tích lũy diện rộng của VN30 thôi. Đấy, tuy vậy các cái chỉ số, các cái diễn biến giá của các mã trong VN30 cũng có sự phân hóa khá là mạnh khi mà những cổ phiếu hạng mục sản xuất dịch vụ tăng, như là FPT tăng này, P&J tăng. Đấy, một số những doanh nghiệp về bán lẻ tăng. Đấy, thì nó có những cái sự phân hóa khá là lớn trong VN30. Banh thì Banh vẫn đang tiếp tục cẩn mẫn tích lũy. Banh thì đi ngang trong suốt mấy tháng qua rồi đấy, đi ngang biên độ 15%. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ xem sao. Nếu mà Eureka dùng đồ thị này thì lại chưa đáng lo lắng lắm, bởi vì mình chỉ nhìn vào những gì đã diễn ra, chứ mình chưa đưa ra những cái phán đoán, tiên đoán trước. Đấy, thì tất cả hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Và với VN30 thì chúng ta chú ý mốc 1514 và 1488. Còn VN Index thì chúng ta sẽ chú ý mốc 1476. Đó, hiện tại đang ở 1482, 1476 rồi. VN Index chúng ta sẽ chú ý ở cái mốc 1476. Đây cũng là cái mốc quan trọng. Đây 1476, 1470. Một mốc quan trọng để chúng ta biết được rằng là index của chúng ta có ổn trước những cái diễn biến bất thường từ thế giới hay không. Còn xét chung về vĩ mô của Việt Nam thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh đang trở lại, và Banh vẫn chưa có dấu hiệu bị nợ xấu. Mà cái khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại thì ngân hàng mà bị xuất hiện nợ xấu sẽ ít đi. Đấy, bởi vì dòng tiền của mọi người sau 2 năm đóng băng ấy, thì cái tính ổn định của dòng tiền đều lại tăng trưởng lên, thì cái việc mà bị tăng nợ xấu của ngân hàng sẽ thấp đi, trừ những ai đó đi đầu cơ đất nền và với cái kỳ vọng là mua lướt ấy, họ không có kế hoạch cho dài hạn, thì những người đó sẽ gặp khó khăn bởi không xoay sở đủ tiền, thì họ sẽ bán tháo bất động sản đầu cơ nóng. Thì lúc đấy có thể giá bất động sản đầu cơ như giá nền, nhà đất nền ấy, đất nền sẽ giảm. Đấy, thì còn những dòng khác thì Eureka cho rằng là họ đều sử dụng cái phương án là vay 10 đến 20 năm, nên là cái dòng tiền đều rất là quan trọng với những nhóm người tiêu dùng mua các cái tài sản thiết yếu trong cuộc sống như vậy, thì họ sẽ vẫn duy trì và càng tích cực hơn cho cái việc là trả góp trong cái bối cảnh kinh tế mới hiện nay. Đấy, thì còn tiếp theo đó thì về lạm phát của Việt Nam thì vẫn đang khá ổn, bởi vì Việt Nam mình tự chủ được lương thực, thực phẩm. Đó, chỉ duy nhất có xăng dầu là chúng ta vẫn phụ thuộc vào giá cả thế giới thôi, nhưng mà hiện nay giá cả xăng dầu cũng có sự sụt giảm, đồng thời là chúng ta có thêm các cái công cụ về thuế tiêu thụ đặc biệt. nó chênh với, tức là sẽ có cái sự co giãn, tức là cái sự bảo vệ là lên đến 2.000 đồng trên 1 lít. Đó thì đó cũng là một cái công cụ, nó ngoài công cụ của chính phủ để giúp cho chúng ta có thể kiểm soát lạm phát tốt hơn ở những cái mảng mà chúng ta không tự chủ được về nguồn lực. Thì Eureka kỳ vọng rằng năm nay chúng ta vẫn sẽ kiểm soát được lạm phát tốt như kế hoạch đề ra, hoặc thậm chí là tốt hơn, để bởi vì chúng ta rất là may mắn tự chủ được cả về nông nghiệp lẫn có thêm các cái công cụ. Mặc dù trong trong thời kỳ bình thường thì đó là gánh nặng của nhân dân, nhưng mà khi mà có những gì đặc biệt xảy ra thì đấy lại là một công cụ khác, công cụ tiền tệ, để chúng ta có thể kiểm giữ lạm phát mà không ảnh hưởng đến lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh. Đấy thì đấy là điểm sáng mà Eureka nhìn thấy ở các cái chính sách vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam chúng ta trong cái thời điểm hiện tại. Còn về tương lai thì chúng ta sẽ cần đánh giá thêm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Với khuyến nghị chốt thì Eureka nghĩ rằng là nhà đầu tư đang có cái dòng tiền đều ấy, và cái kế hoạch của chúng ta vẫn giải ngân từ bây giờ cho tới 2025 để chờ thành quả cái giai đoạn bứt phá của nền kinh tế Việt Nam. Đó, còn với những nhà đầu tư đã full giải ngân và trong cái thời gian tới mà vẫn không có kế hoạch để tăng vốn thì giai đoạn này chúng ta sẽ cần phải thận trọng, và nếu mà thủng cái mốc 1438 thì quý vị và các bạn có thể rút bớt rút bớt 30% cổ phiếu để chỉ giữ lại tầm khoảng 70% cổ phiếu trong danh mục thôi. Đó, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.